Kính thưa quý đồng hương, hôm nay công ty Luraco rất là vinh hạnh tiếp đón giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Như quý vị được biết thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một người rất là gần gũi với quý đồng hương của chúng ta. Anh bây giờ có một cái chương trình rất là thực tế trên Đài Voa mà được cái sự hưởng ứng của bà con khắp năm châu. Thưa quý vị, và nói về tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì cho phép chúng tôi xin được một vài lời giới thiệu về tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Là anh có hai văn bằng tiến sĩ về kế toán và quản trị. Anh là giáo sư chương trình MBA cho một cái trường đại học rất là nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Và anh đã từng giữ những cái chức vụ rất là quan trọng cho những cái tập đoàn lớn mà có cái thu nhập hơn 1 tỷ đô la hàng năm, với một cái chức CFO, tức là Chief Financial Officer cho những cái tập đoàn. Những cái lớp học của anh sinh viên rất là thích, vì anh đưa cái thực tế vào trong những cái lớp mà anh dạy. Do đó thì những cái sinh viên rất là may mắn được học những cái lớp học của anh, khi một người giáo sư đại học mà có những cái kinh nghiệm ngoài xã hội mà đem vào trong cái lớp học, thì đó là một cái điều rất là quan trọng cho những sinh viên. Thì thưa quý vị, trong thời gian qua anh em chúng tôi đã gặp nhau đây đó rất là nhiều lần, và một điều mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ tiến sĩ Khương Hữu Lộc là vì anh là một người có những cái cống hiến rất lớn cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Những cái việc làm của anh trên những cái cơ quan truyền thông báo chí đều là những việc làm chúng tôi gọi là volunteer, tức là anh muốn cống hiến cái công lao của anh, cái công sức của anh ngoài những cái schedule rất là bận rộn của anh, để hầu mang những cái kiến thức về kinh tế, kiến thức về quản trị đến cho đồng hương của chúng ta khắp nơi. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Và thưa quý vị, hôm nay Luraco rất là vinh hạnh được đón tiếp giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ghé thăm chúng tôi. Xin anh gửi lời chào đến quý đồng hương. Dạ vâng. Thưa, kính chào quý khán thính giả của đài Vietface. Kính chào anh Lê Thành, tổng giám đốc Luraco, và tiến sĩ Kevin Lê. Tôi rất là hân hạnh, mặc dù anh em mình quen biết trong những môi trường trong cộng đồng, nhưng hôm nay là cái buổi thăm viếng official với lời mời tham quan toàn bộ những cái giai đoạn manufacturing process của hãng Luraco. Tôi rất hân hạnh, và cộng thêm có bà Robin Gerica là marketing manager. Một buổi thăm viếng rất là tốt đẹp. Vâng, thưa anh, trong hai văn bằng tiến sĩ của anh là về kế toán và quản trị, đồng thời những cái công ty mà anh đã làm qua. Anh ví dụ như là anh là giám đốc về hành chính, rồi giám đốc về finance, nào là healthcare, nào là manufacturing. Khi anh thăm viếng Luraco thì xin anh cho biết một vài cái cảm nghĩ của anh về công ty Luraco. Dạ vâng. Thật sự tôi có những nhận xét sau đây. Sau khi tiến sĩ Kevin Lê và anh tổng giám đốc Lê Thành giới thiệu, thì chúng tôi có đi một cái tour, một cái manufacturing process rất là chi tiết từng giai đoạn. Thì trên cái nhìn một chuyên gia, vậy vì tôi đã từng làm cho những công ty healthcare, những công ty manufacturing rất là heavy, với lợi tức cả tỷ đô la, và financial service, và technology software company. Thì cái nhận xét của tôi khi mà mình nhìn một hãng, mình đánh giá một hãng, thì mình nhìn vào khía cạnh nào? Thì thứ nhất là mình nhìn vào ban quản trị, có nghĩa là thành phần giám đốc ban quản trị với cái khả năng tài như thế nào. Những patent mà anh để kê ở đây, rất là cái technology, là tại vì công ty nó thành đạt không phải là hiện tại, mà cái sustainable growth, có nghĩa là nó còn tiếp diễn hay không. Không phải là trên phương diện tài chính, mà trên phương diện kỹ thuật. Là vì Luraco là một công ty đưa cái technology về gọi là máy móc, ghế, mà cộng thêm cái khoa học y khoa vào thân thể con người. Và cái điều đó nó phải tiến triển dài lâu. Nghiên cứu đó thì trình đó, thì tôi để ý rất kỹ những cái part mà những cái SMD từng giai đoạn, và theo những trình bày của quý anh ấy, thì thấy những nhân viên họ làm việc rất là kỹ lưỡng và cái reject rất là thấp. Đây chứng tỏ là một cái process là made in America nó hiện hữu nhất mà tôi thấy. Nó đi từng giai đoạn rất là impressive. Mỗi giai đoạn có một cái station về quality control, và khi đến cuối cùng thì cái product khi đến cái final testing theo được các anh trình bày thì cái reject nó rất là thấp. Cộng thêm gọi là cái cách tổ chức, đó là cái nhận xét của tôi thôi. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, điều mà tôi rất là mến mộ anh giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một người giáo sư giỏi, nhưng mà bên ngoài đời thì anh rất là gần gũi. Thưa quý vị, quý vị đồng hương ở Dallas Forward thấy những cái show
những cái event mà mang tính cộng đồng thì anh luôn luôn có mặt và đồng thời là một trong những người bảo trợ là mình thường quân cho những cái show đó, là điều chúng tôi rất là ngưỡng mộ anh. Nói về văn nghệ thì cũng đây cũng là một cái văn nghệ đa tài, rất là đa tài. Đó là cái điều mà làm cho Thành gần gũi anh hơn. Với một cái kiến thức rất là lớn của anh về kinh tế quản trị, thì thưa quý vị ở đây, lần vừa rồi quý vị đã nghe cái luật nhập khẩu mới của Hoa Kỳ mà khi Tổng thống Trump lên thì quý vị thấy rằng có nhiều cái sản phẩm là có cái thuế nhập khẩu rất là cao. Thì anh cũng có một vài cái chương trình có nói về vấn đề đó. Nhưng mà khi anh thăm công ty Luraco, là công ty duy nhất sản xuất ghế massage chair tại Hoa Kỳ. Dạ thưa, hiện tại bây giờ chưa có một công ty duy nhất.